đông là mùa của không khí lạnh, mùa của băng tuyết và màu trắng ở hầu hết mọi nơi trên trái đất. Chào mừng các bạn trở lại với Top Seed Day. Nếu như mỗi một mùa mang một sắc thái riêng, một vẻ đẹp riêng, một thú vui riêng thì mùa đông cũng không ngoại lệ. Đông mang vẻ trắng tinh khôi, mang cái lạnh lẽo thắt chặt thêm sự đoàn kết, yêu thương. Và hơn hết nhờ những lễ hội mùa đông huyên náo mà những ngày cuối năm trở nên thú vị và đầy màu sắc hơn. Nào, hôm nay hãy cùng Top Seed Day tới Top 10 lễ hội mùa đông nổi tiếng nhất thế giới. 10. Lễ hội tuyết Sapporo, Nhật Bản. Lễ hội tuyết Sapporo là một sự kiện mùa đông lớn nhất ở Nhật Bản. Lễ hội này kéo dài 7 ngày, thường thì trong tháng 1 và tháng 2. Mỗi năm có hơn 2 triệu người đến Sapporo để chiêm ngưỡng vô số bức tượng tuyết và các tác phẩm điêu khắc trên băng ở công viên Odori Park và khu phố chính Suzukino. Oh, is the biggest city. The Snow Festival's main venue is Odori Park, where I am right now. So what exactly is a snow festival? You're about to find out. It involves a lot of snow. Truckloads of snow are shipped into the park, heaped up and outlined before being carved. In 1955, the Japanese Self-Defense Force started helping with the festival, a tradition that continues today. Bên cạnh đó còn có các sự kiện như âm nhạc giúp cho mùa đông thêm không khí vui vẻ và các món ăn truyền thống nóng hổi giúp du khách có một cảm giác khó quên ở lễ hội này. 9. Lễ hội tuyết Fiesta Pescado Blanco, Montana. Trong tiếng Tây Ban Nha, Fiesta Pescado Blanco có nghĩa là bữa tiệc cá trắng, diễn ra vào kỳ nghỉ cuối năm. Ở lễ hội này, chúng ta sẽ thấy có trượt tuyết diễu hành và các môn thể thao mùa đông như thi trượt tuyết có ngựa kéo, chơi khúc côn cầu trên tuyết. Không những vậy, vào những ngày này còn có trò thử thách lòng dũng cảm, xem ai chịu lạnh giỏi nhất ở hồ Whitefish. 8. Lễ hội Altitude Mayhofin. Lễ hội Altitude đầu tiên diễn ra vào năm 2008 tại Marieville, Pháp. Hai năm sau đó, lễ hội được chuyển tới Mayhofin ở Áo và tổ chức ở đó tới tận bây giờ. Lễ hội này mang đến cho du khách các hoạt động giải trí vui nhộn như sân chơi trượt tuyết, hài kịch và âm nhạc. Không những vậy, lễ hội này còn được do hai diễn viên hài kỳ cựu Marcus Ristock và Andrew Maxwell tổ chức. I'm Andrew Maxwell, the curator of Altitude Festival. I offer you, not for the first time, but for the sixth time, a week of snow and laughter and joy and fun in none other than Mayrhofen, Austria. Du khách sẽ có những trận cười sảng khoái và những màn nhảy múa vui tươi khi chứng kiến những màn gây hài của cặp đôi này. 7. Liên hoan mùa đông hồ Serenas ở New York. Có vô số các cuộc thi đấu thể thao mùa đông cũng như các cuộc thi hấp dẫn ở hồ Serenas. Ở đây mọi người sẽ được xem các buổi hòa nhạc, những màn bắn pháo hoa và diễu hành cực kỳ hay. Ở hồ Serenas, tâm điểm mà mọi người quan tâm nhất của ngày hội 115 năm tuổi này, đó là một cung điện băng tinh xảo, được xây dựng từ những khối băng của hồ Flower do các tình nguyện viên tạo nên. 6. Lễ hội băng Winterlil ở Canada. Trong suốt thời gian được cho là buồn chán nhất trong năm, ở Canada, lễ hội băng Winterlil đã biến thủ đô Ottawa trở thành điểm đến thiên đường, vui nhộn trong mùa đông này. Lễ hội mùa đông này kéo dài từ ngày 31 tháng 1 đến 17 tháng 2 hàng năm. Điểm nổi bật của lễ hội này là đường trượt băng kênh đào Reedil Canal Skyway. Vốn là sân trượt băng lớn nhất thế giới, đây cũng là nơi diễn ra trận tranh cúp trượt băng nghệ thuật. 5.
lễ hội mùa đông Quebec ở Canada. Những sự kiện đáng chú ý trong mùa lễ hội này bao gồm công viên giải trí, cùng với đó là các cuộc tranh tài gây cấn hấp dẫn của điêu khắc nghệ thuật băng. Sáng tạo, khéo léo và tài nghệ của các nghệ sĩ trên khắp thế giới thông qua các công trình điêu khắc bằng băng tinh xảo. Đối với lễ hội mùa đông Quebec, các bạn có thể tham gia vào các hoạt động ngoài trời như là tắm tuyết và hưởng thụ những gì mùa đông này mang lại. Bốn, lễ hội mùa đông Dartmouth ở Anh. Lễ hội mùa đông Dartmouth được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1910, là một ngày thi đấu thể thao dành cho sinh viên. Cho đến ngày nay, lễ hội này đã trở thành một sự kiện biểu tượng cho nước Anh. Ở đây, du khách được mời trực tiếp bằng xe ngựa kéo và tham dự bữa tiệc trực ban sôi động trong nền nhạc sống tuyệt vời. Hơn nữa, du khách sẽ có dịp chứng kiến cuộc thi trực tiếp của các vận động viên nghiệp dư mặc đồ ngủ hoặc các trang phục khác tham gia thi đấu. Ngoài ra, ở đây còn có cuộc thi đua xe trực tiếp bằng chó kéo, khá là thú vị. Go, puppies, go! Go! Yeah. Go puppies! Good puppies! 3. Đại nhạc hội và lễ hội mùa đông Brits ở Thụy Sĩ. Lễ hội mùa đông Brits sẽ mang đến cho các bạn một tuần lễ ngập tràn trong âm nhạc và sự vui thích khi tham gia các hoạt động trượt tuyết. Ở lễ hội này sẽ có nhạc sĩ, ca sĩ và DJ đẳng cấp quốc tế. Với họ và cùng với bữa tiệc sẽ mang đến cho các bạn một cảm giác thực sự náo nhiệt và khiến bạn không ngừng nhún nhảy. Yeah, yeah, yeah. Hai, lễ hội mùa đông Bushu ở Canada. Mà sao Canada lắm lễ hội mùa đông quá nhỉ? Lễ hội Bushu đầu tiên được tổ chức từ năm 1964 và sau đó diễn ra thường xuyên mỗi năm một lần. Lễ hội kéo dài trong 10 ngày, từ ngày 7 đến ngày 16 tháng 2, với nhiều hoạt động thú vị và những cuộc đua nảy lửa, các sự kiện trong và ngoài trời hấp dẫn như hòa nhạc. Chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc bằng đá. Và có một điều thú vị ở đây đó là xem gấu Bắc Cực bơi. Ngoài ra, tại lễ hội còn diễn ra cuộc thi của 200 người theo chủ nghĩa sâu banh dũng cảm. Đó là ngâm mình dưới làn nước lạnh ở hồ Super Rier. Mục đích chính của lễ hội nhằm thử thách sự kiên trì và lòng dũng cảm của những người tham gia trong thời tiết giá lạnh khắc nghiệt. Lễ hội tuần lộc Furen Devils ở Alaska. Lễ hội tuần lộc Furen Devils kéo dài trong 10 ngày là lễ hội mùa đông lớn nhất của người dân ở Alaska tại Mỹ. It's hard to tell from these kids' faces that it's still winter in Alaska. Every place you look, there's something different going on. Lễ hội này thường được tổ chức vào cuối tháng 2 hàng năm và được mệnh danh là lễ hội mùa đông lớn nhất Bắc Mỹ. Lễ hội này còn có một số hoạt động sôi nổi nhộn nhịp như cuộc đua của những xe trượt tuyết chạy bằng tuần lộc và chó. Hơn nữa, lễ hội mùa đông này còn mang đến cho du khách không gian rộng lớn để tổ chức các môn thể thao ngoài trời như bóng chày trên tuyết, khúc côn cầu trên băng và cuộc chạy đua trên tuyết lạnh cống nhưng đầy khốc liệt. Challenge. These guys came up with an additional rule for their 30-year-old grudge match. Lễ hội nào mình cũng muốn tới cả, chỉ nghĩ tới thôi cũng đã thấy sướng người rồi. Còn các bạn thì sao? Cũng giống mình đúng không? Nếu có suy nghĩ giống mình thì like và share đi nào. Và đừng quên bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất nữa nha. Bye bye, chúc các bạn một ngày thèm tới lễ hội mùa đông.
Voila!